7 dấu hiệu nhận biết sỏi thận. Sỏi thận là bệnh lý thường gặp ở đường tiết niệu, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Dưới đây là 7 dấu hiệu có thể giúp bạn nhận biết. Đầu tiên là buồn nôn hoặc nôn. Khi sự tắc nghẽn ở thận xảy ra, chúng có thể ảnh hưởng đường tiêu hóa, kích hoạt các dây thần kinh trong đường tiêu hóa, khiến dạ dày co thắt. Thứ hai là tiểu ra máu. Sỏi thận gây tổn thương niêm mạc đường tiết niệu, gây hiện tượng chảy máu khi đi tiểu ra máu. Bạn có thể thấy nước tiểu màu hồng hoặc nâu. Nếu sỏi thận gây trầy xước mô, máu có thể trộn lẫn với nước tiểu. Kế đến là sốt và ớn lạnh. Đi kèm với các triệu chứng sỏi thận thì có thể bạn đã bị nhiễm trùng, bởi sỏi thận có thể là nơi vi khuẩn dễ dàng phát triển. Nước tiểu thấy đục. Khi thấy nước tiểu đục thì khả năng lớn bạn đang có sỏi hoặc nằm trong nhóm đối tượng dễ bị sỏi thận tiết niệu. Đau rát khi đi tiểu, tiểu rát. Thông thường khi sỏi rơi xuống niệu quản hoặc từ bàng quang ra niệu đạo, chúng sẽ gây ra tình trạng tắc đường dẫn tiểu, dẫn đến tiểu khó và buốt. Ngoài ra, viên sỏi cọ vào niêm mạc niệu quản và niệu đạo, gây đau nóng rát khi đi tiểu. Lúc này, sỏi kích thích bàng quang gây nên đau. Vô niệu. Trường hợp sỏi niệu quản có thể gây ra tình trạng vô niệu một phần hoặc hoàn toàn. Vô niệu một phần do viên sỏi gây tắc một bên thận. Trường hợp hiếm gặp là sỏi khiến cả hai bên niệu quản co thắt, gây vô niệu hoàn toàn. Đau quặn thận. Biểu hiện rõ ràng nhất khi bị sỏi thận là cơn đau dữ dội ở vùng hố thắt lưng một bên, lan ra phía trước xuống dưới. Cơn đau khởi phát có thể xuất hiện rất đột ngột sau khi có một hoạt động gắng sức, sau đó cơn đau có cường độ mạnh hơn. Và khi gặp triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để các bác sĩ thực hiện biện pháp giảm đau. Bệnh nhân thực hiện dùng thuốc hay giảm đau tại nhà. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.